Thưa quý vị và các bạn, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lãnh đạo chỉ đạo phối hợp với các cơ quan liên quan, nghiên cứu xây dựng cơ chế để nhân dân trực tiếp tham gia góp ý phản ánh với Đảng về những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa của cán bộ đảng viên. Đây là nội dung được nêu rõ tại kết luận số 54 ngày 9 tháng 5 năm 2023 của Ban Bí thư Trung mương Đảng. Việc nhân dân không cần thông qua các tổ chức đại diện mà được trực tiếp phản ánh với Đảng về những biểu hiện suy thoái của cán bộ sẽ góp phần tích cực việc phát hiện và ngăn chặn sai phạm từ khi còn manh nha. Tuy nhiên, để triển khai có hiệu quả nội dung này, trong thực tiễn còn không ít khó khăn thực tế cho thấy có không ít vụ việc vi phạm diễn ra từ nhiều năm trước nhiều nhiệm kỳ trước nhưng tới bây giờ mới được phát hiện và xử lý vì vậy hơn lúc nào hết đảng cần dựa vào tai mắt của nhân dân cần có một cơ chế hữu hiệu để nhân dân phát hiện và phản ánh kịp thời với đảng ngay từ những biểu hiện nhỏ nhất của sự suy thoái tiêu cực trong đội ngũ cán bộ đảng viên bất kỳ khi nào nhân dân phát hiện dấu hiệu gì và có mong muốn phản ánh kiến nghị gì thì có thể là gửi các cái đơn kiến nghị phản ánh, gửi các văn bản kiến nghị phản ánh qua các cái cái kênh tiếp nhận. Hiện nay thì địa chỉ tiếp nhận các cái phản ánh kiến nghị của mỗi cơ quan tổ chức là đều nữa được công khai rất là rõ ràng. Rồi qua các hòm thư mà các cơ quan các tổ chức các cấp địa phương đã đặt ở địa phương để mà tiếp nhận cái phản ánh kiến nghị này. Rồi trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, các cơ quan nhà nước đều có trang thông tin điện tử, đều có các À, hòm thư điện tử rồi đều có sử dụng hotline, các số hotline rồi cũng có nhiều cơ sở đã thiết lập các kênh fanpage hoặc là zalo, facebook để tiếp nhận phản ánh kiến nghị trực tiếp. Tuy vậy, nhiều khi người dân gọi đường dây nóng thì không có người nghe, gửi thư góp ý cũng không có phản hồi. Còn muốn thông qua các cuộc đối thoại, hội nghị tiếp xúc cử tri thì người dân phải chờ tới dịp và các cuộc đối thoại, các hội nghị đó cũng phải kết hợp giải quyết rất nhiều nội dung, nên việc tiếp nhận phản ánh về biểu hiện suy thoái dễ bị chậm trễ. Người dân bây giờ muốn gặp một đồng chí bí thư cấp ủy cấp trên ấy, là rất khó, lại phải à, à, qua thư ký để mà xếp lịch làm việc, hoặc là phải chờ đến ngày đồng chí bố trí tiếp dân thì mới được gặp vân vân và vân vân. thì những cái cơ chế đó nó sẽ rất khó khăn cho cái việc mà người dân trực tiếp phản ánh ý kiến của mình với đảng nếu anh không chủ động, anh không có ý thức trách nhiệm trong cái việc thường xuyên mở hòm thư, thường xuyên check email, thường xuyên lên lịch, rồi thường xuyên xử lý kịp thời các cái kiến nghị phản ánh của nhân dân thì có bao nhiêu hình thức tốt cho nhân dân thì cũng chỉ là hình thức. cho nên tôi cho rằng là cái một trong những cái sắp tới đây chúng ta cần phải tăng cường và đẩy mạnh hơn nữa là thúc đẩy cái trách nhiệm của những cái cấp ủy Đảng cũng như tổ chức Đảng và người đứng đầu trong cái việc mà tiếp nhận phản ánh kiến nghị kịp thời, bố trí sắp xếp lịch làm việc phù hợp với người dân. Từ đó để nhân dân trực tiếp tham gia góp ý phản ánh với Đảng về những biểu hiện suy thoái tự diễn biến, tự chuyển hóa của cán bộ đảng viên cần có cơ chế triển khai thường xuyên định kỳ đột xuất thực chất, hiệu quả, trong đó có cơ chế cho một số trường hợp đặc biệt, nhân dân được trực tiếp góp ý, phản ánh tới lãnh đạo cấp cao, người đứng đầu đảng, nhà nước và mặt trận tổ quốc. Bên cạnh đó, cần có thông báo đến chủ thể góp ý về kết quả tiếp thu và xử lý ý kiến góp ý, bảo vệ và khen thưởng kịp thời, thỏa đáng, người dũng cảm, tố cáo, sai phạm.